Mức phụ cấp chức vụ của phó hiệu trưởng các trường tiểu học. Thông tư 33/2005, thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ, viên chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng, tổ chuyên môn, tổ phó, tổ chuyên môn của trường tiểu học ngoài mức tiền lương còn được hưởng thêm phụ cấp chức vụ. Hệ số phụ cấp chức vụ của giáo viên các trường tiểu học quy định tại thông tư 33/2005, thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo như sau. Chức vụ lãnh đạo, hiệu trưởng trường hạng 1, hệ số phụ cấp 0,50, hiệu trưởng trường hạng 2, 0,40, hiệu trưởng trường hạng 3, 0,30, phó hiệu trưởng trường hạng 1, 0,40, phó hiệu trưởng trường hạng 2, 0,30, phó hiệu trưởng trường hạng 3, 0,25, tổ trưởng chuyên môn và tương đương, 0,20, tổ phó chuyên môn và tương đương, 0,15.